Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho bạn một cái chương trình Airdrop token đã được list ở trên CoinMaker Cap. Ký hiệu của nó là NIRX nha các bạn. Khi mà các bạn đăng ký và tham gia, các bạn sẽ nhận được 370 cái token NIRX này. Và ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách tham gia nhé. Đầu tiên các bạn tham gia cái bot Telegram của nó. Đây chính là cái bot Telegram, các bạn nhấn start cho mình. Các bạn sẽ nhập captcha. Ok. Ở đây thì nó sẽ ra các cái nhiệm vụ để chúng ta có thể làm này. Đầu tiên các bạn sẽ đăng ký tài khoản Wybit. Đây là cái sàn giao dịch à. Ok thì chúng ta sẽ đăng ký nhá. Thì các bạn nhập email vào 1 khẩu bao gồm một ký tự viết hoa và một ký tự đặc biệt. Đấy, các bạn tích vào đồng ý vào các điều khoản của nó này. Sau đấy các bạn nhấn register cho mình. Các bạn kéo captcha của nó cho khớp này. Ok, thì nó sẽ gửi một cái email xác minh. Các bạn check cái email của nó. Các bạn nhấn vào confirm email. Ok, và bây giờ chúng ta có thể login vào được rồi. Đây chính là cái giao diện của cái sàn nhá. KIC và 2FA thì các bạn có thể chưa làm cũng được. Ở đây thì chúng ta sẽ zone vào group này. Trước hết thì mình sẽ out bớt một vài group không cần thiết, tại vì mình đã zone quá là nhiều group rồi. Các bạn join vào nhé. Tiếp theo nữa là chúng ta follow cái trang Twitter. Các bạn sẽ join vào channel. Sau đây các bạn follow trang Twitter này. Đã follow và retweet bài viết này. Các bạn retweet bài viết này nhé. Chẳng hạn như thế. Sau bạn reply. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ submit data, tức là submit cái thông tin của chúng ta lên. Đầu tiên các bạn điền username. Các bạn click vào đồng cái gì đây? Các bạn click vào phần này. Ok, các bạn điền email đã đăng ký sàn này. Tiếp theo các bạn điền trang Twitter. Các bạn lấy cái link profile của các bạn nhé. Đấy, các bạn điền vào đây. Ok, các bạn ấn vào phần balance để kiểm tra số dư, các bạn nhận được 370 token NIRX nhé. Và các bạn có thể giới thiệu đến bạn bè cũng như những người đăng ký sử dụng khác. Mỗi một lần giới thiệu thành công, các bạn nhận được 70 NIRX nữa. Ok, như vậy là mình đã giới thiệu xong cho các bạn về cái chương trình Aerobe token có ký hiệu là N.
IRX đã được list ở Coinmaker Cap. Hy vọng là các bạn sẽ làm thành công và nhận được thật nhiều coin, thật nhiều token nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiến Sư Phụ. Những cái gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video, mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn nhé. Còn bây giờ, xin thân ái, chào và hẹn gặp lại.